Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Mở đầu chương trình là bài viết Nồi cháo thiện nguyện lan tỏa yêu thương. Cuối chương trình có bài Hợp tác xã Mai Cường phát huy tiềm năng nuôi cá nước lạnh tại Ngọc Chiến. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, không kể nắng hay mưa, đều đặn vào sáng thứ năm hàng tuần, chị Phạm Thị Na, trú tại tiểu khu 3 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, lại cùng các thành viên của nhóm cháo thiện nguyện Mường La nấu cháo dành tặng miễn phí đến bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. Hành trình ấy đến nay đã hơn 9 năm. Từng ấy năm với biết bao miệt mài cố gắng, mà hơn hết là tình yêu thương, sự sẻ chia ấm áp đã được trao đi, lan tỏa từng ngày. Xuất phát từ tấm lòng hướng thiện, chị Phạm Thị Na luôn tâm niệm làm sao để làm được thật nhiều việc tốt giúp cho mọi người, giúp cho cuộc đời. Năm 2016, chị Na cùng vài người bạn đã cùng nhau góp kinh phí và sắp xếp thời gian để triển khai hoạt động thiện nguyện, nồi cháo miễn phí dành cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. Đây là cách mà chị cùng những người bạn của mình lan tỏa và trao đi những yêu thương. Đầu tiên có hai chị cũng cùng hiện tại bây giờ thì cũng đang hoạt động trong nhóm, thì đến rủ tôi là mình cùng nhau thành lập cái nhóm cháo thiện nguyện và phát tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. Thế chị cũng đồng ý, thì tất cả là có 6 chị em thì thành lập một cái nhóm cháo thiện nguyện để phát hàng tuần vào thứ năm hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. Nhóm cháo thì cũng 6 chị em, đầu tiên 6 chị em cũng họp bàn là bây giờ bệnh nhân thì ốm thì cơm cũng không ăn được, cũng cần đến cái thực phẩm cháo dinh dưỡng và sữa để đưa đến những bệnh nhân thì để làm dễ ăn nhất. Cho nên là các chị em trong nhóm đã họp bàn và quyết định và nấu cháo và phát cháo và phát sữa hàng tuần đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. Tinh thần nhập cuộc là vậy, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, cả nhóm lại khá loay hoay do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nấu số lượng lớn. Việc cân bằng lượng gạo, lượng nước khi nấu cũng như chưa nắm được khẩu vị của người bệnh, nên đôi khi mang cháo đến tặng lại nhận được sự từ chối của bệnh nhân. Đầu tiên khi nấu thì cũng gặp nhiều những cái khó khăn, thì mình cũng không biết là nấu cách thức như nào. Đầu tiên thì nấu bếp than tổ ong. Than tổ ong thì nhóm thì cũng không biết nhóm, xong đến khi mà cả nửa buổi sáng với nhóm được cái bếp than tổ ong, thì khi nấu mang lên bệnh viện nấu, thực phẩm của mình chuẩn bị là gạo tám thơm này, rồi gạo nếp tan, đậu xanh và nhiều các loại đậu và có cả bí đỏ, thì nghĩ là cái thực phẩm mà bổ dưỡng nhất thì mình đưa đến bệnh nhân, nhưng mà đến khi về ăn thì bệnh nhân lại không ăn mà cho đầy thùng rác. Khi phát hiện ra thì tại vì mình không biết là bệnh nhân là không thích cái bí đỏ. Tại vì khi nấu bí đỏ thì bệnh nhân cho là kiểu mình nấu độn ấy. Thế là nghĩ là đi làm từ thiện cũng khó khăn vất vả mà bệnh nhân còn không nhận. Thế sau một thời gian thì mình bỏ cái bí đỏ và chỉ nấu gạo tám thơm và đậu xanh, thịt băm và xương lợn. Thì bệnh nhân hoan hỉ nhận cái thực phẩm đấy. Công việc nấu cháo thiện nguyện của nhóm cứ thế bắt đầu đều đặn, tự nhiên và thường xuyên như vậy. Cứ sáng thứ năm hàng tuần, mọi người trong nhóm đều cùng nhau tham gia chuẩn bị nguyên liệu. Người vo gạo, người hầm xương lọc thịt, người nêm gia vị, cùng nhau nấu những nồi cháo không đồng gửi đến những bệnh nhân đang khó khăn thiếu thốn. Để những cốc cháo đến với ngày càng nhiều người bệnh, nhóm đã phối hợp với bệnh viện thường xuyên thông tin đến bệnh nhân ra vào viện về chương trình, nhằm phần nào san sẻ những khó khăn và động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, sớm trở về sum họp bên gia đình. Giờ đây việc phát cháo đã trở thành thông lệ, cứ 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần, các chị em trong nhóm lại có mặt tại nhà chị Na để múc cháo vào cốc và sắp xếp vào thùng, chuẩn bị sữa, nước lọc và những phần quà quyên góp được, sau đó tiến hành vận chuyển lên bệnh viện để phát cho bệnh nhân. Các thành viên trong nhóm luôn tìm hiểu điều chỉnh công thức dinh dưỡng trong từng bữa cháo, đảm bảo ngon và phù hợp với người bệnh.
Mỗi tuần nhóm sẽ nấu 2 nồi cháo chia thành 200 suất, phát kèm theo 200 chai nước lọc, 200 hộp sữa cho các bệnh nhân. Suốt hành trình gần 10 năm hoạt động, nhóm cháo thiện nguyện Mường La đã nấu khoảng 480 nồi cháo với gần 96.000 suất cháo cho bệnh nhân. Ngoài ra, nhóm còn quyên góp tiền mua gạo ủng hộ những bệnh nhân bị bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn. Với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, chị Na cùng nhóm cháo thiện nguyện đã trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương của cộng đồng đến với những hoàn cảnh chưa được may mắn. Tôi bị ốm phải nằm viện, gia đình lại khó khăn. Hôm nay nhận được gạo, tôi rất biết ơn, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi. Đối với những bệnh nhân nặng không thể tự đi lại được, các thành viên của nhóm mang cháo đến tận các khoa phòng bệnh, nơi các bệnh nhân đang điều trị để phát cháo. Những suất cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân no bụng, mà còn thêm ấm lòng bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Gần 10 năm nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La được phối hợp với nhóm cháo thiện nguyện Mường La tổ chức chương trình phát cháo từ thiện vào các thứ năm và các buổi chiều thứ năm hàng tuần. Trong quá trình thực hiện, bệnh viện cũng phối hợp với nhóm cháo để phát cho những người bệnh điều trị nội trú có những suất cháo và những hộp sữa. Và hàng tuần thì những bệnh nhân điều trị nội trú được nhận những suất cháo thì cũng góp phần rất là tốt trong vào công tác điều trị và chăm sóc người bệnh sớm hồi phục và được trở về với gia đình. Những cốc cháo nóng hổi trên tay người bệnh đã thắp lên ngọn lửa ấm áp yêu thương, đồng thời kết nối các cá nhân tổ chức để cùng chia sẻ nỗi đau bệnh tật, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo. Mỗi một việc làm tốt, một hành động tử tế của những cá nhân nhỏ bé như chị Phạm Thị Na nói riêng và các thành viên nhóm cháo thiện nguyện Mường La nói chung đã và đang từng ngày lan tỏa, nhân lên tinh thần sống đẹp, sống ý nghĩa, tô thêm sắc màu cho cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La nằm ở độ cao khoảng 1.600m so với mực nước biển. Ngọc Chiến được thiên nhiên ban tặng những ưu đãi về địa lý, khí hậu, bao quanh bởi các dãy núi, mùa hè mát mẻ, mùa đông không quá lạnh. Tận dụng tiềm năng sẵn có về thiên nhiên, Hợp tác xã May Cường đã thử nghiệm nuôi trồng thành công cá tầm và phát triển sản phẩm đặc trưng cá chép gù tại lòng hồ thủy điện Nậm Chiến. Với sự ưu đãi của thiên nhiên, khí hậu, nguồn nước trong lành, mát lạnh chảy từ các con suối nhỏ trong rừng về lòng hồ thủy điện Nậm Chiến, Hợp tác xã May Cường bản Hủy Ngùa, xã Ngọc Chiến với 10 thành viên đã tập trung khai thác trên 3,77 km2 diện tích mặt nước để nuôi trồng và phát triển thủy sản với 40 lồng cá, trong đó có giống cá chép gù hay còn gọi là cá chép thơm, một loại cá đặc biệt riêng có tại xã Ngọc Chiến. Đây là giống cá chép V1. Với điều kiện tự nhiên thì chúng sẽ sinh trưởng để đạt được trọng lượng 0,5 kg, chúng chỉ mất tầm khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, nuôi trồng tại lòng hồ thủy điện Nậm Chiến để đạt được với trọng lượng là 0,5 kg thì ít nhất là phải mất 6 tháng trở lên. Và chính vì cái điều kiện tự nhiên như thế cho nên nó đã tạo ra được cái chất lượng của con cá, đó là cá chép gù, và chỉ có ở Việt Nam, chỉ có ở Ngọc Chiến mới có thể tạo ra được cái sản phẩm cá chép gù như thế này. Ngoài ra, Hợp tác xã May Cường cũng đã triển khai các lồng nuôi cá tầm trên vùng lòng hồ thủy điện Nậm Chiến. Cá tầm được biết đến là loài cá có đặc tính ưa lạnh, thường sống ở vùng đáy của các con sông và biển. Đặc biệt phải là nguồn nước sạch tự nhiên, có lượng oxy hóa tan cao mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt được. Ở Ngọc Chiến, lợi thế về nguồn nước mát lạnh quanh năm, nhiệt độ trung bình không vượt quá 27 độ C là môi trường thuận lợi phù hợp để cá tầm sinh trưởng phát triển. Từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã nhập giống cá tầm về để nuôi để thử nghiệm. Đây là một loài cá khá là khó tính. Chúng yêu cầu nguồn nước sạch, không khí thì trong lành và mát mẻ. Và điều kiện sống của chúng là từ tầm khoảng 20 đến 27 độ C. Nếu mà vượt quá cái ngưỡng này thì chúng không bị sống, có thể là bỏ ăn. Và chúng tôi cũng đã thử nghiệm với điều kiện tự nhiên ở Ngọc Chiến. Thì hiện tại bây giờ cá tầm phát triển đạt tỷ lệ khá là cao, đạt khoảng 85 đến 90% lượng cá giống thả xuống
sống đến tại thời điểm bây giờ. Và đặc biệt là cái chất lượng thịt chúng tôi cũng đã thử rồi, rất là thơm, ngon. Cá là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách thì rất khó khử hết mùi tanh hoặc cần sử dụng nhiều loại gia vị tẩm ướp để tạo sự thơm ngon. Với các món từ cá chép cù, dù chỉ đơn thuần nướng trên than củi, không tẩm ướp bất cứ gia vị vẫn đậm đà vị thơm, ngọt của cá. Hay như các món từ cá tẩm cũng vậy, công đoạn chế biến khá đơn giản. Món nướng chỉ cần tẩm ướp cùng giềng, cùng một chút gia vị hoặc sơ chế rửa sạch sẽ, thái thành lát mỏng và bày lên đĩa để thả nồi lẩu là thơm ngon. Đối với thực khách, chỉ cần một lần thưởng thức hương vị của các món ăn được làm từ cá tầm hay cá chép cù nuôi tại lòng hồ thủy điện Nậm Chiến cũng sẽ cảm thấy ngon miệng, ấn tượng và không quên mua về làm quà, biếu người thân, bạn bè. Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Ngọc Chiến thì tôi thấy cá chép lưng cù nướng do người dân ở nơi đây chế biến rất là ngon, da giòn, thịt thì chắc và ngọt. Cái tên lưng cù thì tôi thấy một đặc điểm là cái xương của nó hơi cong cong. Món cá tầm nướng giềng thì tôi thấy rất là ngọt, thơm và mềm thịt. Món lẩu cá tầm thì rất là thơm, ngon, rất hợp với thời tiết ở nơi đây, se lạnh. Hiện nay, Hợp tác xã May Cường, xã Ngọc Chiến đang tổ chức chế biến các sản phẩm cá đặc sản, tạo thương hiệu đặc sản đặc trưng vùng miền và liên kết phân phối sản phẩm, tạo thành một vòng tròn khép kín, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách khi đến tham quan du lịch Ngọc Chiến, cũng như cung ứng phục vụ thị trường trong cả nước. Nhiều du khách thập phương đến với Ngọc Chiến thì có đặt đồ ăn tại cơ sở. Và đặc biệt nhất là các món cá chép gù nhập tại Hợp tác xã Thủy sản May Cường, có nuôi tại Lòng Hồ. Nhiều du khách đánh giá rằng là cá rất là xương nó mềm, xương cong và thịt nó rất là thơm, chỉ có nuôi ở Ngọc Chiến. Và ăn xong thì nhiều du khách cũng mang về ở dưới xuôi để chế biến làm quà cũng như là ăn, và nhiều lần du khách lại gọi điện để gửi xuống. Từ chỗ mạnh dạn đưa cá tầm, giống cá nước lạnh về nuôi, phát triển nuôi cá chép gù, đặc sản địa phương tại vùng lòng hồ thủy điện xã Ngọc Chiến, đến việc chủ động tìm hiểu đặc tính, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cá, giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường ổn định cho sản phẩm, bước đầu đã giúp Hợp tác xã May Cường phát triển thành công mô hình và khẳng định cách làm hướng đi đúng trong khai thác tiềm năng lợi thế để làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mắt Hợp tác xã May Cường cũng tạo công việc làm cho người dân địa phương và cũng quảng bá, cũng là thúc đẩy về các phát triển chung của cả xã, đặc biệt là lĩnh vực trong cái nuôi trồng thủy sản ở tại Lòng Hồ. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là Hợp tác xã là tới này là phát triển thêm nữa và nhân rộng cái mô hình của mình cho người dân, cũng là tạo công việc làm thêm nữa cho người dân của khu vực Lòng Hồ để Nậm Chiến. Để nâng cao giá trị của sản phẩm, ngoài tập trung vào khâu chăm sóc theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm, Hợp tác xã May Cường xác định tiếp tục phát triển sản phẩm, khả năng tham gia và được thụ hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác để mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong thời gian sắp tới, dự định sẽ tiếp tục mở rộng thêm quy mô hệ thống lồng bè và tham gia một số lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, chúng tôi sẽ phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt chất lượng OCOP, đạt chất lượng Việt Gáp, nhằm nâng cao cái chất lượng con cá chép lưng cù và cá tầm. Xác định đúng hướng trong phát triển sản phẩm đặc trưng, khai thác thế mạnh của địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển của Hợp tác xã May Cường, đã và đang mở ra hướng đi bền vững cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt phát triển nuôi các giống cá đặc sản riêng có, nuôi cá nước lạnh ở khu vực núi cao của hợp tác xã, còn góp phần tạo việc làm, gia tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.